Muốn thì các bạn gửi cho anh và các vị hương linh khác, mong là anh nhận một chút lòng thành này nha. Thì sau khi nhận thì anh mong là anh hiểu là Huynh ơi, cho đệ hỏi, hổm dài huynh ngự ở nơi đây có ổn không? đại 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 nói cho huynh nghe nha. À. Cái ngôi ngôi mà đại 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 có ở đó đó, À. người đó vô nữa đó. Người đó vô người là người nào? Đại đại nói sợ hai huynh gặp gặp nạn á. Gì mà chị không quên nữa, chị không được, không được, không được, không được, không được. Vô đó, vậy. Ha, quên. Lão kiếm kiếm đệ á, mà đệ con đó đâu. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà, chào cô chú anh chị và các bạn trong cộng đồng mạng trong miền nước. Hai anh em con chúc cả nhà có ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe bình an. Thì hôm qua con mệt quá, con có đi quay cho cả nhà xem được. Do là có hai hương linh đó, họ vô người con ăn ngủ với bé đẹp á, nó mệt mà không thể tả được. Hai anh em con thì sẽ đến đây chỗ mà nói chung là giữ bí mật ở chỗ mà nơi có anh ruột. Thì sẽ hỏi về cái câu chuyện để kiếm cách nào đó để giúp ông hai, tại vì cái câu chuyện này là hình như lâu lắm rồi chưa có cứu ông hai Chút được chưa nữa. cũng hai được Chuyện này chuyện kia hoài. Thì hai anh em con thì mong là cả nhà hiểu nha. Thì khi nào mà trong cái clip của con mà cả nhà thấy tắt tắt tiếng một khúc đoạn đó, là hai anh em con giữ lại cái bí mật đó, là con không có tiết lộ ra được, tại vì nhiều khi những người mà không tốt á, họ cứ làm này làm kia hoài à. Thì mong là cả nhà hiểu. Thì bây giờ con mời cả nhà cùng với hai anh em con sẽ lập bàn nghi thức hỏi anh rượu tình trạng sắp tới chuyện gì đó nha. Ôi đi thôi cả nhà ơi. Đi thôi nè. Anh nhớ mấy câu hỏi mà em gửi tin nhắn cho anh không? Có hơi mình quên thì lấy cho mình coi. Bữa nay mùa hông quá à cả nhà ơi. Mở nắp rượu ra. Cháy cho. Ba cây. Anh Gụ ơi, hôm nay hai anh em có làm một nghi thức thì cũng với tiền vàng bạc bánh trái hương nhang đèn. Đây là tấm lòng thành của cô chú anh chị và các bạn gửi cho anh và các vị hương linh khác. Mong là anh nhận một chút lòng thành này nha. Thì sau khi nhận thì anh mong là anh hiểu là hai anh em có một số câu hỏi để sắp tới chuyện gì xảy ra. Và chú anh chị và các bạn gửi cho anh và các vị hương linh khác, mong là anh nhận một chút lòng thành này nha. Thì sau khi nhận thì anh mong là anh hiểu là hai anh em có một số câu hỏi để sắp
tới chuyện gì xảy ra và có cách nào đó để giúp đỡ cho ông hai. Tại vì lâu quá rồi không thử ra không có đến nơi đây nữa, ý hình thử ra là không có đến nơi đó cũng lâu rồi, thì mong là anh hiểu nha. Mình đốt luôn ha. Đốt đi. Giữ khoảng thời gian cho họ dùng. Chỉ mưa gì. Hôm nay anh em có đốt giấy tiền và quần áo, mong là các vị hương linh hút mặt mãi ngay. Nếu mà thốn quần áo hoặc là giấy tiền nhận chút ông thành này nha. Đây là tấm ông thành của cô chú anh chị đó, các bạn đó, gửi cho các vị đó. Lỡ lòng cháy tay, không biết mưa không ta, không biết đường, thời tiết dần khác thường. Cháy hết rồi. Cháy hết không hết chưa anh thọ nha. Chết à? Rồi còn cái máy ủa nãy giờ có bật mí đâu gì có rồi vô đi không sao đâu. Quên, để ngoài này đi, lỡ gì ở dưới này hoặc là ngã gì đó cũng dễ hơn đúng không? Anh nhớ mấy câu hỏi chưa? Thứ nhất anh hỏi sao? Hỏi ngờ cũng như là lấy điện thoại ra đi dễ không? Không, em ghi trong đó cho anh á. Ừ không à, bỏ anh đọc mấy cái gì không à, mấy câu hỏi đưa anh cũng vậy, cả nhà ghi một đống như anh không hỏi là Huynh ơi. Huynh ơi cho đệ hỏi hỏng vậy, Huynh ngự ở nơi đây có ổn không? Đại 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 nói cho Huynh nghe nha. Dạ. cái ngồi mà đại 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 có ở đó đó. Dạ. Người đó vô nữa đó. Người đó vô người là người nào? Đại đại nói sợ hai Huynh gặp nặng á. Gì không quên nữa. Gì không được. Vô đó vậy. Ờ ha. quên.
lạo kiếm kiếm để đó, mà để con đó đâu. Nơi huynh có khỏe không? Cái gì? Huynh, đâu? Huynh có khỏe không? Có mổ quá hả? Ờ. À, rồi chừng nào mới giúp được ông hai và không, thì tí muộn. Anh gọi xuống này đếm từ 1 đến 10 nè. Cho anh dễ động hơn á. Tôi mở mời hả? Ừ, dễ hơn. Nhớ mấy câu hỏi cho. Khi nào mà ảnh nói về cái vấn đề mà có người nào hại này kia đó, anh cố gắng là đừng có hỏi tên ai cho nghe. Đừng có nói tên những người đó luôn nha, hiểu không? Nói chung là mình biết vậy thôi, còn ai muốn làm cái đó thì cho họ làm đi nha. Không biết bữa nay ảnh có về không. Chuyện đứng gió. Đây đây đây, chào 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 Quân nha. Đây đây đây, chào Quân. Quân hả Quân? Cháu đợi rồi, đụng tay con đi. Ngon quá, ngon. Quân ơi, cho hai anh em hỏi vấn đề này được không vậy Quân? Quân hỏi đi. Chừng nào hai anh em có thể giúp ông hai và tỷ muội? Đại đại nói Quân cái này nha. Cho đại bữa hai đi ha. Đại khỏe rồi mới đi được. Còn bây giờ đại con nha. Mai đại nói cho Quân biết. Mai Quân đi ha. Hiện giờ Quân có khỏe không? Đại mới mất ít à. Đại còn nhiều đó. Đại còn hơi mệt á. Mà Quân ơi, cho đại hỏi, Quân có cần gì để hai anh em dùng không? Quân có dùng những gì mà anh em để là Quân nói gì vậy? Đại không hiểu. Hai anh em tính nói là cũng như là có cần hai anh em cúng những gì để cho Quân dùng á. Đại không cần đâu. Quân này cho đại ăn đầy đủ quá. Có táo nè. Lát nữa cho tỷ muội cô đại dùng nha. Tỷ muội gì vậy là hiện giờ có bao nhiêu hương linh ở nơi đây hả Quân? Quân có biết không? Quân ơi, đại này nói rồi, đã tỷ muội cô đại nhiều. Quân hỏi. Mà Quân ơi, cho đệ hỏi, Quân có cần vô chùa không?
để được đi đầu thai. Đây để chưa đi được đâu Quynh ơi. Để còn một ân tình để chưa đi được. Còn một ân tình. Giờ như ân tình nó như thế nào, có hai anh em có thể giúp được Quynh không? Vậy đại nhớ có người nào đó hại đại chết á. Vậy hả? Đại kiếm hoài đại buồn lắm. Thôi vậy là còn một ân tình đi không được. Cả nhà ơi, Quynh còn một cái nữa mới điều thai được. Rồi, như kiểu cũng như hổm dài hai anh em bắt cái lo tụng kinh, rồi Quynh có nghe được không? Nãy giờ đại đã nói Quynh biết không? Quynh hiểu không? Hiểu. Quynh đã hiểu. Đại nói Quynh nghe nha. Nói đi. Đại nghe. Họ ác lắm. Họ muốn hại thêm nữa. Họ muốn hại tỷ muội nữa. Hả? Rồi hiện cho hai anh em hỏi một câu này nữa nghe Quynh. Hiện giờ có người nào muốn hãm hại hai anh em không? Nãy giờ để nói Quynh không hiểu không? Để nói có người đang hại đó. Họ không bỏ đâu. Không bỏ. Họ cứ thấy không đại không biết nó sao á. Giờ có cách nào giải hai anh em được giải thoát được không? Tại vì hai anh em không có cần muốn là hận thù hay là cái gì hết trơn á. Không được đâu Quynh ơi. Vì những cái đó sanh si không à. Ủa cái số kỳ vậy? thấy quân hai quân á đi phát hót ngọc nhiều quá. Họ vậy á. Họ sao quá à. Vậy là họ ganh hả? Đại không biết. Quân từ hiểu đi. Thôi bây giờ chuyện đó mình bỏ qua đi. Bây giờ cho hai đệ hỏi một quân một lần này nữa. Hiện giờ ông hai và tỷ muội có bị sao không, hoặc như thế nào không? Nãy đều để nói rồi quân hỏi nữa. Đợi để khỏe đi nghe. Tại vì đang hỏi tại vì hai đệ đang xót ruột để tại hứa để cứu ông hai với tỷ muội, nhưng mà thì bây giờ là hỏi chuyện này tới chuyện kia rồi hai anh em không biết đường giờ luôn. Giờ không biết làm sao luôn. Đi vô giải cứu không được. Rồi không biết làm cách nào như thế nào luôn. Thôi nếu mà Quynh nói như vậy, hai đệ sẽ đợi. Không thôi hai Quynh đi. Rồi thành như đệ nè. Tại hai đệ nôn nóng để cứu ông hai với tỷ muội. Không biết ông hai có sao không. Quynh lu bu quá.
22 Quỳnh ơi. Đây nha. Sắp tới 22 Quỳnh còn phát ngọc nhiều lắm á. Đây thấy vui lắm á. Đây thấy vui quá. Mà Quỳnh ơi. Cho đại hỏi cái này nha. Hay bây giờ huynh của huynh hiện giờ có ở nữa đây không? Huynh của đệ không có ở đây đâu. Ủa? Vậy là huynh không có ở đây. Huynh của huynh không có ở đây. Vậy là tỷ muội có ở đây. Thì bây giờ tỷ muội đang ở nữa đâu? Hai anh em hãy đốt quần áo, huynh có nhận được không? Tỷ mũi của cô đệ nhận rồi. Thì đây sắp tới không biết anh em có chuyện gì nữa không, thì không rõ nổi. Thì bây giờ huynh còn hỏi gì nữa không? Thì bây giờ là hai đệ đã có những gì là hai đệ đã hỏi hết rồi. Nhưng mà huynh là đang mệt nhưng mà hai đệ không dám hỏi. Huynh ơi. À. Huynh còn giữ hai cái kia đúng không? Hai cái kia là hay là hai cái đêm phải không? Vì để lấy cho huynh coi nghe được không? Sao vậy? Trời, nhưng mà huynh ơi, giờ hiện giờ hai cái đó, hai anh em bây giờ là không biết làm như thế nào và giải như thế nào. Giờ như cái đó là làm cách nào để cho hai anh em giải cho được cho huynh. Hai huynh. Wow, quá thiêu đi. Quả thiêu là đốt vô lửa hả? Vậy là hai anh em bỏ vô lò ông táo được không? Được. Khi nào đốt là xin ông nói nha. Ông táo. Ôi, nói gì vậy? Thế giờ có tỷ muội đang mới. Chắc đợi cái đi đó Quỳnh ơi. Để đi hả? Quỳnh còn hỏi gì nữa không? Không. Mai Quỳnh đừng có kêu đại nữa nha. Ủa sao vậy? Đại mệt á. Rồi vậy là hai này không có kêu nữa. Đại cho đại kiếm gì đó giúp hai quên nha. Hai Quỳnh ơi. Dạ. Quỳnh nói đi. Họ hại họ không có được đâu. Họ hại mà hại không được là họ tìm cách hại hai anh em nhưng mà hại không được hai anh em, đúng không? Tỷ muội của đại giúp á. Họ phá ngọc á. Sao? Đùa quá. Bây giờ là hai đệ muốn cho huynh khỏe mạnh để cứu ông hai và bé đẹp
là hy vọng hai anh em để thì bây giờ là hy vọng có hai anh em để cứu ông hai và bé đẹp với huynh và những hương linh ở nơi đây nữa. Huynh nói với đại này nè. Huynh kêu huynh này nè. Ờ. Ngủ vong. Cho đại dùng nha. Ngủ gì? Ngủ đông. Đây từ. Ờ, không biết sao luôn á. Đây. Đại đi nghe quên. Ông ơi, lại ông. Công an hả? Cái vấn đề là anh Huynh nói là bé đẹp già hay là anh Rụ? Anh Rụ. Cái vấn đề là anh Rụ anh nói là chưa có giải cứu được ông hai và bé đẹp. Như chừng nào? Anh nói qua ngày hoài không biết làm sao nữa. Anh nói ngày mai. Hay bây giờ anh đang mệt á. Giờ mình sao mình hỏi được nữa. Quên nữa. Anh sợ hay giờ là sợ. Hay giờ là sợ là sợ ảnh thôi. Nếu mà không có ảnh thì sao cứu được những hương linh khác. Ông hai giờ mới đẹp nữa. Mình nôn luôn á. Mình nôn muốn chết luôn. Sao bữa nay anh uống quá chuyện vậy? Không biết nữa. Sợ anh mệt á. Anh không chịu dùng nữa. Còn nghi gan luôn. Nãy có hỏi là có dùng gì nữa không để hai anh em mình cúng thêm á. Anh nói là như vậy là đủ rồi. Anh nói mới đẹp còn. Tí mũi còn ở đây luôn á. Nhưng hồi nãy đem thêm mà thôi. Được không? Ổn không? Thua anh Tư. Mà anh Tư nói vậy em không hiểu gì đâu. Là sao? Là anh nói là không có giúp được ông hai với bé đẹp. Anh biết không? Như gần nửa tháng nay đã chưa cứu ông hai được. Chứ có biết đâu. Bây giờ mình vô cổng muốn làm gì giờ? Không có nói. Tối chắc nghỉ ngủ luôn. Thì cả nhà hai anh em con thì cũng đã trải nghiệm ở đây. Cũng hỏi anh Vũ. Thì con hy vọng là một ngày nào đó sẽ giúp được ông hai. Do là con giữ bí mật về cái câu chuyện của anh Rụ ở bây giờ hiện tại ở nơi đâu. Thực ra là con không có quay được, mong là cả nhà hiểu nha. Khi nào mà cái khúc đoạn nào mà hai anh em con để im lặng á, nói chung là tắt tiếng á, là cả nhà hiểu giùm con nghe, con đang giữ cái bí mật lại á. Và chứ hôm nay con rất là bình tĩnh để nói với anh Rụ luôn. Cho anh Tư 10 điểm. Chứ không dám lấp dấp nữa. 10 điểm. Sợ cả nhà, thứ nhất là cả nhà không có được nghe rõ. Còn thứ hai nữa, lúc đó rung lắm cả nhà. Nhưng mà bây giờ chắc thấy là rất là bình tĩnh rồi. Anh mà rung nữa là em chạy luôn. Nổi dây gà nữa nè. Với em biết bao nhiêu nữa. Nổi dây gà thiệt nè. Thì cả nhà ơi, thì hai anh em con là chắc là chúc cả nhà ngủ ngon. Thì nếu mà cả nhà có là hay ý đẹp thì mong là cả nhà cho hai anh em con biết nha. Thì hai anh em con thì cảm ơn cả nhà nãy giờ đã dành thời gian quý báu cả nhà để xem clip của hai anh em con. Hai anh em con chúc cả nhà một lát nữa ngủ ngon, hẹn gặp lại cả nhà trong những clip khác. Bye bye cả nhà.